Chào mừng các anh chị đã quay lại kênh YouTube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Tuấn. Tiếp theo cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ chia sẻ về các loại thực phẩm nên ăn và không nên ăn đối với những người tiểu đường. Và đây là một cái chủ đề rất là quan trọng. Vì như chị biết trong quá trình thực hành hàng ngày á, và Tuấn đã tư vấn rất là nhiều khách hàng của mình. Và Tuấn chỉ cho họ những lời khuyên mà Tuấn chia sẻ anh chị trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là gần đây thì Tuấn có một người khách hàng, chị biết không? Anh đó anh rất là nghèo, anh bị tiểu đường đã khoảng 6 tháng nay và anh uống hai cái loại thuốc tiểu đường, và anh khi đến khám Tuấn và anh muốn là tôi được tư vấn để mà không phải uống thuốc tiểu đường vì anh có điều kiện là không tốt, nên là Tuấn sẽ hướng dẫn bây giờ anh sẽ bắt đầu là anh sẽ tập trung vào các loại thực phẩm không nên ăn thôi. Thì chị biết chỉ sau đúng một tuần lễ anh chỉ loại bỏ những thực phẩm không nên ăn mà anh đã cải thiện cái sức khỏe của mình. Nên nhắc lại chị ha, đây là một cái kiến thức rất là quan trọng và anh chị phải tập trung, đặc biệt là cái sản phẩm mà chúng ta thực phẩm cũng như là thực phẩm hàng ngày chúng ta ăn á, chúng ta hãy tập trung vào cái không nên ăn. Vì chị biết á, cái chúng ta không nên ăn nó quyết định chúng ta nó khỏe mạnh, và đó, cái chúng ta không ăn á thì giúp cho cái đường ruột chúng ta mỗi ngày nó khỏe hơn. Và như chị biết á là đường ruột chính là gốc rễ của cái bệnh tiểu đường. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ chia cái thực phẩm chúng ta làm 8 nhóm để chị dễ nhớ và chúng ta sẽ kiểm soát. Thứ nhất là những nhóm chứa đường. Thứ hai á là chất đạm. Thứ ba là chất bột đường. Thứ tư là chất béo. Thứ năm á là rau. Thứ sáu là củ. Thứ bảy là quả. Và thứ tám chính là nước. Vâng, đầu tiên thì Tuấn chia sẻ anh chị đó là về cái đồ ngọt hay gọi là đường. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không nên ăn các loại thực phẩm nó có chứa đường, đặc biệt là các loại đường hóa học, đường dành cho những người ăn kiêng, thậm chí là đường dành cho những người tiểu đường. Nhưng cho biết á là nhiều công trình khoa học người ta đã chứng minh rằng á là đường cho người tiểu đường á nó gây tổn hại cái hệ vi khuẩn đường ruột, đồng thời nó làm tổn hại cái não của chúng ta, chính là cái thần kinh của chúng ta. Nên là chúng ta phải tránh các loại thực phẩm mà có chứa đường đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ không nên ăn các loại thực phẩm nó có chứa bánh ngọt, nước ngọt, chè nè, mà nó có chứa đường cát trắng, đường tinh luyện và một số đường hóa học nêm vào các loại thực phẩm đó. Vậy đường chúng ta nên ăn á thì anh chị ha, nếu mà chúng ta có thể á, thì chúng ta nên dùng đường từ những loại tự nhiên, ví dụ là đường tên là cỏ ngọt, nó gọi là stevia hay là inulin, vân vân. Và nếu mà chúng ta không có sự lựa chọn thì chúng ta có thể dùng một ít đường từ mật ong cũng như là những loại đường nâu. Tiếp theo chị biết á là chúng ta sẽ đi đến cái là cái chất đạm. Chị biết á, chất đạm thì nó đến từ hai cái nguồn chị nha. Chất đạm nó đến từ hai cái nguồn là động vật, là thịt, cá, trứng, sữa, và thực vật là các loại đậu. Thì lưu ý là đạm thì chúng ta sẽ cần lưu ý tránh những loại thực phẩm đạm nó chứa từ động vật, đặc biệt là nhóm thịt đỏ giống như là heo, bò, đặc biệt là những loại thực phẩm đó đã qua nuôi công nghiệp. Có rất là nhiều hóa chất, có những thuốc nuôi tăng trưởng, tăng trọng hay là chích những cái hormone. Với những cái gia cầm á, gà vịt á, thì chúng ta sẽ hạn chế ăn những cái gia cầm mà nuôi công nghiệp anh chị nhé, và chúng ta sẽ hạn chế các loại sữa và các cái sản phẩm hay là cái chế phẩm nó từ sữa, đặc biệt là cái sữa từ bò, nó sẽ không có tốt cho cái hệ vi khuẩn chúng ta. Và thì đó chứ không, nó ảnh hưởng đến cái đường ruột cũng giống như là nó dẫn đến tình trạng bị tiểu đường nó nặng thêm. Vậy các loại đạm nào mà chúng ta nên ăn, là chúng ta chú ý ha, chúng ta sẽ ăn các loại đạm từ từ cá và một ít cái hải sản như là tôm, cua, sò, ốc, vân vân. Đối với lại gọi là thực phẩm và từ gia cầm á, giống như gà vịt thì chúng ta ăn nên từ từ là tự nhiên đó nha, ví dụ là gà thả vườn vân vân, vì nó sẽ không có hóa chất,
nó không có đi vào trong cơ thể chúng ta và nó phá hủy đường ruột của chúng ta. Các loại nấm rất là tốt nha, cho để mà cung cấp các loại đường, các loại chất đạm cho những người bị tiểu đường. Tiếp theo chị nha, nhóm thứ ba là chúng ta sẽ lưu ý về cái nhóm tinh bột. Như chị thì tinh bột á, là chúng ta sẽ lưu ý, chúng ta sẽ tránh các cái nhóm tinh bột mà đã qua tinh chế. Đặc biệt nó tinh chế từ những loại bột mì hoặc là bột gạo. Ví dụ như là bánh mì, hủ tiếu mì, mì gói, vân vân. Và chúng ta sẽ tránh những thực phẩm mà tinh bột đã chế biến như là bún, phở, hủ tiếu. Vì người ta đã nghiên cứu thấy rằng những loại cái tinh bột này nè, nó đã được cắt nhỏ ra, chứ chứ là nó đã được biến đổi, nó không còn một cấu trúc nguyên sơ nữa. Nên khi mà chúng ta ăn vào á, làm nó đường máu chúng ta tăng lên rất là nhanh. Ở đây á, thì nhắc lại á, là lưu ý chị đó chị nha. Ở đây tiếng không phải là chị không được ăn cơm, ăn xôi và các loại đậu. Nhưng mà thường á, ở trong những ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu á, là giảm cái lượng đường chúng ta xuống á, thì chúng ta nên tránh tất cả các loại tinh bột trong vài ngày. Đặc biệt là trong 2 đến 3 ngày đầu tiên. Các loại ngũ cốc tinh bột nào mà chúng ta nên ăn các bạn nha, đó chính là chúng ta có thể ăn từ các loại thực phẩm tinh bột mà nó còn nguyên hạt, ví dụ gạo nè, rồi các loại khoai giống như là khoai lang, khoai từ, khoai sọ, khoai môn, vân vân. Đó là những loại tinh bột mà nó rất tốt cho cái đường ruột của chúng ta. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ đi đến về cái nhóm chất béo. Vậy nhóm chất béo nào chúng ta không nên ăn ha? Thì chúng ta lưu ý những chất béo mà nó thông qua chiên, xào, thông qua đã sao nấu nướng rất là kỹ thì nó làm biến đổi. Nhưng chỉ biết là chất béo mà chúng ta nấu nướng hay chiên xào quá kỹ thì nó rất là dễ biến đổi thành gọi là những mỡ, là mỡ xấu, gọi là trans fat anh chị nha. Rồi lưu ý tiếp theo là chúng ta sẽ tránh cái mỡ từ động vật. Đó ha, mỡ từ cái động vật. Vì các loại mỡ nào chúng ta nên sử dụng, chúng ta có thể nên mỡ từ mỡ cá, ví dụ là từ cá biển có chứa nhiều omega 3, đúng không? Rồi chúng ta nên dùng các loại dầu thực vật như dầu ô liu nè, dầu mè, và các loại một số dầu dừa hoặc là bơ ghi á, nó rất là tốt cho cái đường ruột chúng ta, mà nó cung cấp cho cơ thể chúng ta đầy đủ những chất béo cần thiết. Tiếp theo là nhóm về rau á, thì chị biết ở đây thì rau á, tính để chị là để chống là cái không nên ăn hầu như rau củ quả là không có. Tất cả các loại rau á là nó rất là tốt, đặc biệt những loại rau tươi và nó không chứa những cái hóa chất, những thuốc trừ sâu á thì nó rất là tốt. Nên anh chị ăn càng nhiều rau càng tốt, nên nó thuộc là nhóm nên ăn. Lưu ý chúng ta nên ăn rau á, thì nó có chứa nhiều loại màu sắc khác nhau, 5 loại màu sắc như xanh, đỏ, vàng, tím, màu trắng, vân. Vì mỗi loại màu sắc khác nhau á, nó có chứa những dưỡng chất khác nhau, gọi là những dưỡng chất thực vật á, nó có vai trò chống oxy hóa rất là cần thiết trong việc là bảo vệ cơ thể chúng ta, đặc biệt là những người bị tiểu đường. Tương tự ha chị ha, rong biển cũng là loại nhóm loại rau từ tự nhiên rất là tốt đối với thể chúng ta. Rồi tiếp theo á, là đối với nhóm là củ anh chị nha, loại củ á, thì chúng ta sẽ tránh những ăn loại thực phẩm củ, đặc biệt á, là khoai tây hoặc là bắp đó ha chị nha, và các loại mà có loại hạt á, các loại củ mà nó có hạt. Thì nếu chúng ta muốn ăn các loại thực phẩm đó thì chúng ta nên loại bỏ cái phần vỏ và hạt đi. Vì người ta nghiên cứu cái phần vỏ cứng và cũng như là cái hạt của các loại củ ấy, nó sẽ làm tổn thương cái đường ruột của chúng ta. Và tiếp theo đó chính là chúng ta lưu ý là cái nhóm về trái cây. Thì để mà lý tưởng nhất là chúng ta không ăn trái cây quá nhiều, mà chúng ta chỉ nên ăn trái cây nó theo mùa. Tức là ở vùng địa phương chúng ta đang có cái mùa trái cây gì thì chúng ta ăn trái cây đó là rất là tốt. Ngoài ra
Thì đối với trái cây thì chúng ta lưu ý chúng ta không ăn trái cây nó có quá nhiều chất đường, tức là nó quá nhiều cái vị ngọt. Những loại trái cây tốt mà tiếng chia sẻ anh chị á, ví dụ là chuối xanh, xoài xanh, đu đủ xanh, trái bơ là những loại trái cây nó rất rất là tốt đối với sức khỏe đường ruột. Và cuối cùng chính là nước. Thì nước là rất là cần cơ thể chúng ta, nên chúng ta phải nên uống đầy đủ, mỗi ngày là 8 ly nước, tương đương khoảng là 2 lít nước mỗi ngày. Và đó chính là những cái nhóm thực phẩm mà chúng ta lưu ý là cái không nên ăn chị nha. Trong 80 nhóm thực phẩm chúng ta đó, chúng ta để chia ra để dễ nhớ, và chúng ta hãy tập trung vào những nhóm thực phẩm không nên ăn. Chỉ cần anh chị loại bỏ những thực phẩm không nên ăn thì anh chị thấy đường huyết của chúng ta sẽ được cải thiện dần dần lên. Vâng, cảm ơn chị đã lắng nghe cái video này. Nếu chị thấy video này hữu ích và giúp cho bản thân của anh chị cũng như người thân anh chị, thì hãy vui lòng share và giới thiệu cho nhiều người biết về video này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.